Xem là có sửa nhiều, xem là anh cảm thấy có sửa nhiều không. Anh bảo là vui với một con này sửa nhiều lắm thôi, rồi là anh sửa nhiều là không biết đi, những cái đồ này nó ấy lắm. Cho nên nói chuyện với mình buổi chiều. Anh bảo nhá, anh bảo gì? Anh bảo sửa rẻ đấy. Anh bảo sửa rẻ đấy. Anh Mạnh bảo là nếu mà mua lướt thì khá mua mới bây giờ, nhưng mà anh Mạnh đấy theo cái ý của anh Mạnh thôi, chứ còn anh nhìn hỏi mấy chỗ rồi. Ai hỏi mấy chỗ? Cà phê. Ý là anh ấy vẫn động viên. Đá vẫn đặt loài nào. Ý là anh vẫn động viên là anh mua xe mới đúng không? Mới, nhưng quan trọng là mức giá. Em thấy cái con gọi là xe hôm qua cũng hợp lý. Bây giờ anh gọi điện hỏi anh Mạnh xem hai con đấy con nào ok. Mạnh thì GLC thì sao? Bóng rổ. Đi đi.